Lô, Thanh Tính xin chào anh em nha. Mới về con bò này quá dữ. Hết biết con bò nó độc. Con này chiều cao nó 1m4 anh em. Đầu chuỗi. Sừng da, cái loại sừng da đó, mặt nó nè. Tới con bò về liền. Bò B thì nó con này xương tầm trung. Xương gói thì tầm trung mà. Lùng liền, mặt đít nè trời. Cái cần con bò này hết biết luôn. Rồi cái đít phía sau nữa nè anh em. Tới luôn. Đang mum luôn em. Bò này không đường chê. Cái đầu này mà có sừng thì thôi thầy ạ. Nhưng mà không được cái mẫu này thì cái đầu nó không có sừng. Thường nói chung em bắt 99% là cái mẫu này là nó cái mẫu mà lùng liền mà nó đứt nhóm nhóm kiểu này nè là nó không có sừng thôi, còn là sừng da không. Còn cái mẫu kia á, mẫu kia nó mới có sừng, như mẫu con baby trong nó mới có sừng. Tùy theo cái cộng tinh đó anh em. Trời ơi cái dai nữa nè. Tới con bò luôn anh em ơi. Quá trời con bò này luôn. Hết biết bò bê này đen rồi chứ. Chiều cao nó có 1m4 anh em. Bò này 6 tháng à. Mới tách mẹ ra luôn. Con bò này nó đặc bòi lắm anh em ơi. Cành đuôi ha, cành đuôi dừa chứ không có cành đuôi bự. Nhưng mà cái đít nó quá trời cái đít đây. Cổ nè. Con bò này cổ nửa gan thôi chứ đừng nói gan. Nửa gan nè anh em. Bò độc thiệt chứ. Nó về đẹp quá. Kiếm được qua bên này cực lắm. Cái con này anh em nuôi tới đâu là vô thịt tới đó. Giá khắc. Mới về anh em. Mới xuống xe luôn. Thấy ghê không? Cái hình thấy ghê chưa? Tướng đẹp cực kỳ anh em ơi. Bộ tay nhỏ gứt kìa. Vậy cho nên chiêm ngưỡng nó ha, chiều cao nó 1m4 nha anh em. Lùng liền, cái này lùng liền ha, cái lưng nó nè. Tai tôi để cho không có nghĩa địa gì chứ. Đã thiệt tình luôn. Con này nữa lên cần là cổ dính lại luôn á. Từng thẳng rang. Bò cực kỳ luôn. Đúng không? Nó tới. Tới bò về luôn. Con này với con này đặt bò nè. Con này chiều cao nó là 1m07 hồi nãy mới đo. Chết. Những con đặt bò đó là nó không có xuống bò này. Anh em ghép 3B đó với con này được nè anh em. Con 18,5 này nè anh em. Chiều cao nó cũng xém xém á. Hai con chiều cao nó xém với nhau. Nhưng mà con 3B nó dày hơn bò này một khúc nha. Con này 18,5 nha anh em. Bò này vừa 6 tháng nha anh em. Lưng nó rụng rồi nè. Kem vàng, đít cũng được lắm. Mẫu đẹp. Con này 18,5 nè. Còn anh chị em nào mà có đồng tiền lớn thì bắt mấy bò bự một chút. Tiền lớn. Mấy bò này thì tiền bự à. Chuồng em thì có 3 con này mắc nhất. Bò của em mà. Em nói thiệt. Đi khách hàng đi ngang mà nhiều khi người ta không mua nhưng mà tao phải quấy lại tao dòm mẫu á. Em lựa bò nghiệp không. Nhưng 3B này nãy giờ mấy người đi ngang dòm. Quá độc bò mà. Bò cực kỳ bò luôn anh em. $21,500,000 anh em. Giá tại chuồng. Không cần đừng trả giá nữa. $21,500,000.
còn mấy con này lớn tiền xíu, 22, 23. Bò hơi lớn tiền, mấy con này thì nó hơi lớn tiền hơn xíu, 22 nè, 23 rưỡi nè. Ở đây em cho ăn cái thức ăn loại 652 anh em, con bò ăn nó phát đó. Anh chị em nào mà muốn có xài thức ăn thì lại em chia lại cho, tại vì em lấy hàng công ty nó rẻ hơn. Tại lúc trước em mua của đại lý người ta bán tới 600 ngàn, người ta chở cho mình là 601, mình tự chở là 595, còn em ở đây em có 590 nè, em lấy công ty bỏ xuống 590, tao có chiến đi ngang á, để cho mình cái 590. Mọi người có lấy thì là đây em chia lại cho. Ok, anh em có nhu cầu thì gọi cho em ha. Xin chào anh em, hẹn anh em lại cái video sau nha. Con 3B này không thể tha nó được nha, 21.500, đừng trả giá con bò này, giá chốt rồi đó. Con này với con 18 rưỡi nó ghép cặp đó, thầy luôn á. Rồi, xin chào nha.